announce. I shall wait to see when the officials will declare for this battle. Lumaban sa co-main event ang Pinoy na taga Davao del Norte kagabi, December 10, 2022. Ito ay si Charlie Suarez na kasalukuyang ranked number 2 sa Pilipinas sa Super Featherweight Division. Malinis pa rin ang kartada ng ating kababayan sa 13 wins at 7 rito ang knockout. Makakalaban ni Suarez ang kampiyon at ranked number 1 ng Indonesia na si Defri Palulu. Ito mga bay ay may kartadang 25 wins with 14 knockouts na may 2 talo at 2 tabla. Nakasalalay sa labang ito mga bay ang bakanting belt ng IBF Asia Super Featherweight title. Samahan niyo ako mga bay at panoorin natin ang highlights kung paano tinapos ni Suarez ang laban. Bakanting Super Featherweight của IBF châu Á sẽ thuộc về ai? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi đã có rất nhiều năm chinh chiến. Lúc này thì Palulu là võ sĩ Suarez toàn thắng, rằng mình cực kỳ hứng thú, như là rất gần nhau. Bạn có thể thấy thì cả họ sẽ giúp Huyền Anh uy tín hàng đầu DA và IBF có thể bổ sung thêm một danh hiệu nữa. Thẳng trái rất chính xác. Cuối của hiệp một, bắt đòn giàu sức, đó là những động tác Avenger của hàng cân Super Featherweight giữa tấn công chớp nhoáng của cái võ sĩ cả hai đều. Người tận dụng những cú chắp tổng. Vào năm 2019 thì Suarez đã từng có màn so tài với Nguyễn Văn Hải. Nguyễn Văn Hải đã giành chiến thắng, thì liệu chúng ta có thể thấy được Charlie Suarez một lần? Đấy rất khó khăn ở châu Á Thái Bình Dương. Móc trái phải rất quá nhiều lực vào những... là một cú thẳng tay phải khá hay của Suarez, khả năng né đòn cũng như khả năng bởi việc knock out được Defri Palulu là độc ảo duy nhất một vòng 29 lần thượng đài. Mười giây cuối cùng và thế trận đang nghiêng về Charlie trong hai hiệp đấu đầu tiên. Bago pa man mag-umpisa ang round 3 mga bay, ay nagkaroon na ng komosyon ang kampo ng Indonesian. At ito pala ay dahil ang kanilang pambato ay nagkaroon na ng minor fracture sa ibabaw ng kanyang ilong. Agara naman itong sinuri ng referee at ring doctor at maagang itinigil nga ang laban. Dito nga mga bay ay itineklarang bagong kampiyon si Charlie Suarez sa IBF Asian Super Featherweight title. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang iyong reaksyon sa ating video. Pakicomment na naman po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat! Junior Lightweight Champion, Private Charlie!